Anh là mấy mấy người con? Anh thì nói chung cũng hai người con, bà xã là ba. À ba. Nhưng mà cuối cùng sao mình có ở gặp bà xã nay là 20-21 năm rồi. 20 mấy năm rồi. Rồi hai mấy năm rồi là cũng có sanh thằng cu nhỏ nay được 13 tuổi đó. Qua chặng đường 20 mấy năm chung sống như thế, mình có gặp với trắc trở, có những cái mâu thuẫn nào nó dữ dội không anh? Trời ơi, nói chung bây giờ tôi với bà xã tôi sống thì nói chung nó vượt qua nó rất là nhiều cái khó khăn. Tại vì nói chung bây giờ hai đứa thì gặp nhau thì nói chung là tự lập thôi. Vốn liếng của cải tài sản thì không có gì hết. Ví dụ bà xã thì có một cái nền, cái nhà để mở cái quán bán cà phê. Chị ơi, cái lúc mà anh nói là anh không có gì trong tay hết rồi, tại sao anh chị lại chấp nhận anh như thế? Nói chung là tại vì hồi đó thì anh nói anh nghèo thiệt, anh không có gì hết trơn á. Nhưng mà anh về anh sống, anh lo làm ăn với em. Cái gì anh cũng làm được hết, chuyện trong chuyện ngoài thì anh cũng làm được, chứ anh không có ngại chuyện nào ông đàn ba. Thì lúc đó thì mới đồng ý và có nói vậy. Ai mà nghèo á, nghèo cái bằng là chỉ bận một cái quần tà lõn thôi, mà chấp nhận vô đây sống với em để làm ăn thì em chịu. Còn ai mà nhà lầu xa hơi á, mà biểu em làm bé là em cũng không có chịu đâu. Thì đến cái ngày mà dứt phát rõ ràng hết sự thật là mới là vô nhập vô là ở luôn liền luôn đó. Từ lúc quen nhau cho tới hai người ở chung, bắt đầu nhập vô ở chung luôn á, là cũng mấy lâu? tháng, cũng 4-5 tháng á. 4-5 tháng. Nhưng mà ông xã không có mở miệng nói câu gì tầm bậy, lời ngày hôm nay là nói bằng sự thật luôn á. Mà lúc đó cô có sợ không cô, trong cái giai đoạn mà chú qua lại với cô để mà tìm hiểu với nhau trước á, thì lúc đó cô có sợ về cái vấn đề là liệu rằng người đàn ông này có yêu thương con của mình hay không? Lúc đó cũng sợ dữ lắm. Sợ dữ lắm, nhưng mà nói chung là ông xã hiền lắm. Hiền mà nói ra lời chân thật không. Nói chung là cái nghèo như thế nào cũng vẫn nói thiệt. Nhưng mà tới trường về sống chung á, thì trong cái thời gian nó cũng rất là lo sợ. Bởi vì á, là hai bên không có chấp nhận buổi đầu. Từ cái chỗ không chấp nhận cho nên mình rất là sợ. Không biết là ông có ở đời với mình không, để mang tiếng đời chồng nữa. Không biết mình có nhiêu rủi ông lấy đi ráo rồi mình làm sao. Con mình nữa, ăn ngủ không có yên đâu. Nói thật, bằng sự thật. Hồi đó giờ chưa bao giờ nói cho ông xã nghe. Nhưng mà trong cái thời gian đó ăn ngủ không có yên. Chấp nhận ông về thì cũng nghèo, mà thêm một chứng bệnh tim, là chi thêm một chứng bệnh bệnh chàm á. Ảnh nói là hồi 6 tuổi đó, cho tới giờ đó luôn á, tim là không có mần gì được hết. Cái nó nói chung là nó đủ mọi cách để lo sợ hết. Lại được hai bên không chấp nhận nữa. Nó buồn. Đau khổ lắm á. Sống chung mà rất là đau khổ luôn. Đau lắm. Đau, đau trong lòng mình á. Nhưng mà thương thì vẫn thương, nhưng mà rất là đau. Sợ mai mai kia sẽ mất ổng. Ổng bỏ mình, ổng ra đi, mình nghèo. Rồi cái thứ hai nữa là ổng không mần được rồi làm sao. Nói chung là nó đủ thứ cái sợ hết. Nhưng mà vợ chồng người ta, ví dụ giờ người ta thôi rồi nữa, đâu có ai cấm mà người ta trở về ở với vợ người ta. Đâu có ai cấm bất cứ lúc nào. Tôi với anh có biết điều đó không anh? Biết chứ. Anh làm gì để tạo niềm tin đó? Trong cái lương tâm mình nói chung bây giờ cái gì tôi cũng làm được. Về bắt đầu hai vợ chồng mới buôn bán. Cái trước cửa chợ là ngay cái trước nhà của ông xã. Ông xã trước của bà xã. Nói chung là giữa tôi và ông xã của bà xã là nói chung đi ra vô gặp mặt hàng ngày. Ngày nào cũng ra vô cũng gặp mặt. Sáng thì mới bán thì trưa, mà lúc đó mình cũng có mướn một cái căn nhà ngay chỗ chợ, thì đối diện bên đây dòm xéo bên kia là cái nhà của ông chồng của bà xã. Mình cũng đâu có tự ái hay đâu, là mình nói chung là mình chấp nhận mình thương rồi, dù cỡ nào cỡ mình cũng lo. Thí dụ bây giờ mình không làm chuyện gì nhiều tiền, nhưng mà mình cũng phụ giúp được bà xã những cái chuyện gì đó. Thí dụ giờ bán xong rửa tô rửa tổ rửa chén gì đó, dọn dẹp xong xua phụ bà xã xong rồi hai đứa nắm tay về nhà. Thì tại từ cái chỗ bán về tới nhà thì trong vòng cũng khoảng chừng hơn 100 mét thôi đó. Cứ tạo dựng vậy đó, riết hoài mà mình thấy nó ở dưới quê mình làm như vậy thì cũng đồng lời nó không có nhiều. Hai vợ chồng biết lòng bị bàn tính thôi, bây giờ mình muốn làm cho có số dư nhiều mình phải đi xa. Cái lần đầu tiên cái lòng mình nắm hai đứa nắm tay là đi xuống Bà Rịa, đi xuống chỗ chấp đúng. Nhận là khó khăn, chấp nhận khó khăn vượt qua thử thách ha. Vậy thì là chú ở đây là chú muốn tạo cái niềm tin cho cô. Và đến bao giờ thì chị xóa đi tất cả những cái lo âu đó đối với ông xã mình? Người ta cũng hơi lâu ạ. Hơi lâu hả? Không bao nhiêu năm? Cả chục năm luôn á. Rồi. Dạ. Không, con hiểu điều này thì con nó hiểu. Nó phải cả chục năm luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Tại vì lúc đó con mình nó còn nhỏ, mà lỡ có cái gì rồi mình cũng khổ. Con cái mình không có xoay trở nổi.
qua 10 năm đó rồi thì con mình nó đã lớn rồi, thì mình đã được 50% vững chắc trong cái gia đình. Thí dụ như lỡ ổng có xa ngang thì mình cũng có con mình đã lớn, lúc này là mới hơi vững tâm chút xíu, là được 50% thôi nha, cũng còn lại 50% nữa. Rồi sau này nè mới suy nghĩ, không biết rồi bây giờ ổng mà ổng phụ nuôi con mình đây, không biết lỡ mình có mất sớm với con mình nó có đối xử tốt với ổng không. Nói chung là tôi sống á tình nghĩa dữ lắm, nói chung là ngày ngày mình thấy á ổng cũng được riết rồi. Nó qua cái 10 năm đó rồi mình bớt từ từ. Rồi bao lâu mình có con chung? Tới 2008, 2001 rồi tới 2008. Vậy là 7-8 năm có con chung rồi. Thuốc thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sau đó mình làm ăn bao lâu thì mình khá lên? Lúc đó làm năm cũng khoảng 2 năm mấy á. 2 năm mấy. Bắt đầu tới 2007. 2007 cái bắt đầu lúc đó đang mang thai thằng nhóm nhỏ giờ. Nó lúc đó cái nó thôi bây giờ mà mang thai thôi để mình giờ mình về cái nhà mình đi, về nhà với quê của công đó. Lúc đó mình nắm trong mình cũng khoảng 100+ chục triệu rồi. Thôi giờ về mình có cái nhà, nói chung ham mình đó ham có cái nhà tường ở dữ lắm. Cất nhà lên rồi trong vòng 2 năm sau cũng đi tiếp. Đi nữa đi quận 8, đi lên là quận 8. Là khó khăn hả chú? Đó bắt đầu 2010, vừa 2008. 2008 sanh thằng nhóc nhỏ sao nha. Cái bắt đầu cái vừa sanh xong thằng nhóc nhỏ nó khoảng tuổi mấy 2 tuổi đó, bắt đầu đi tiếp. Tại nói chung dưới quê á mình làm thì nó rất là cực, tại vì buôn bán ở chợ là làm 2 giờ phim mình đã thức rồi. Đó, mình làm tới 10 giờ trưa thì mình, cái lồng lòi mà nó không có bao nhiêu mà làm thì nó không có dư. Đó thôi bây giờ đi nè. Cái lúc đó mấy con mình cũng lớn rồi, nó nói chung nó vô mấy công ty tư nhân rồi nó làm cũng được. Thì lên trển mấy cha con ráp ùn nhà vô công ty làm, công ty ở quận 8, công ty vừa cho lớn đó, ngay chỗ bến Phú Định mình giờ. Đấy cái bắt đầu lên đó làm cũng được mấy năm. Nó bắt đầu mới dư được mớ, cũng được mấy trăm triệu đó nha. Lúc đó rồi mình mừng dữ lắm rồi. Bắt đầu mới sang về quận 7 nè. Cái lúc về quận 7 lúc đó bắt đầu mình mới bùng phát từ từ lên nè. Quận 7 là bắt đầu có. Đó, bắt đầu rồi đó, lúc đó có bắt đất. Đầu. Mình mới mua một căn nhà thôi. Về mình cũng ở thuê của cái cục đất của ông cậu mình. Ông cậu cho ở. Bà xã mình tính hay lắm. Thôi giờ cậu bãi mình cho thì giờ thôi mình ở khúc thôi, còn khúc mình cho mướn thì mình đưa tiền ổng. Cũng như ổng cho mướn hàng năm thôi, hàng năm ổng cũng cho mướn 1.1 triệu. Mình về ở đó thì mình cũng cho mướn 1.1 triệu rồi mình xách 1.1 triệu về đưa cho ổng. Cái đó cũng như vừa giữ nhà ổng thì vừa cho mướn rồi đưa tiền cho ổng luôn. Đó, cái bắt đầu cũng làm ăn nướng bánh rồi làm bún thịt nướng là kia hát rồi đi bỏ mối về xong xuôi rồi tôi cũng nhảy đi làm bảo vệ, mà tôi học bảo vệ là đi 36 tiếng tôi mới về nữa nha. Thí dụ người ta lãnh có 6.5 triệu, 6.7 triệu, tôi lãnh 9.5 triệu tới 11 triệu một tháng. Làm thêm dữ vậy đó. Đó là làm cài đó, nói chung là làm cài. 36 tiếng là 3 ca. 36 tiếng về nghỉ 12 tiếng nha. Hai chồng nó bây giờ có cái bà là bà bán có cái nhà sẵn luôn. Bây giờ mình đâu còn sống ở nhà trọ, có tiền mua cái nhà sẵn là 200 triệu. Ha, cũng gần bãi rạch nè. Bề ngang 3.5 m, bề dài 14 m. Cái bắt đầu cái mình về nha, mình về cái mình tu bổ vô thêm khoảng 60 triệu nữa. Cái ở đâu có 6-7 tháng à. Tại vì lúc đó mình, giờ mình có đầu kinh doanh rồi, còn mình lúc đó là mình đi vô trong bảo vệ trống. Dạ nói thôi bây giờ bán cái nhà này là được 550 nha. Lúc đó mua với sữa nó có 200+ thôi, nhưng mà bán là được 500+. 500+ mà mình đi nhảy qua bên kia mình mua cái nhà 800+. Trời, lên khúc rồi. Đó thì cũng Quỳnh Tân Phát, mấy đây nhảy qua bên kia thôi. Mua cái nhà 850 cái mình ở cũng chưa được năm. Thế bắt đầu cái bán được 1.3 tỷ. Trời đó, 1.3 tỷ cái nhảy cũng gần đó luôn, cái mua 2 nền. Trời đó, mua 2 nền cái cất được 3 căn. 2 nền mình chia nhỏ lại mình cất được 3 căn. Để cái 3 căn cất được lên 1.4 tỷ với 1 tỷ bắt được 3 tỷ mấy. Trời ơi, đó, 3 tỷ mấy cái bắt đầu hiện bây giờ. Nói chung là mình cũng không ngờ mà mình lên Sài Gòn mình đã được có cái nhà mà bây giờ tự động cái nó đẻ ra như thế. Giờ mấy miếng rồi? Giờ chắc nhỏ lớn được khoảng 11 miếng. Trời ơi. Con chốt dữ luôn. Cô ơi bây giờ là ngon rồi cô ơi, ngon hết sợ rồi cô ơi. Nói chung là mình rất là thoải mái, mình sống rất là thoải mái. Cách nào kiếm lô 4, 15, 20 gì đó. Nói chung là không còn sợ nữa là vậy. Ổng mà bỏ mình thì thôi. Mình cũng có, mình sống con lớn rồi. Ủa ngu sao bỏ? Ngu sao bỏ đúng không? Không, như thế thì thấy là ảnh đã chứng minh cái tình yêu thật sự của ảnh đối với chị. Tánh mình, thí dụ như mình thương vợ, thương con mình không có nói ra. Thí dụ là lũi, thí dụ công việc mình thấy làm được mình cứ làm. Nhưng mà cái đầu óc mình lúc đó tại mình, cái đồng tiền mình đâu có đâu, mình dám tính cái mức cao, đúng không? Bắt đầu nó đẻ là đẻ nhờ cái căn nhà cặp mấy rạch mà 200 triệu rồi sửa lại từ từ. Bắt đầu 500, 800, 800 mới lên 1 tỷ mấy, từ từ mình mới, nó mới đẻ từ từ ra. Mai chú dẫn đi mua căn nhà cây rạch con. Nó cũng từ cái nguồn mà thức đêm, thức hôm. Chứ nếu mình không chịu khó
mà để thức đêm với cái hôm thì mình đâu có mua được cái căn nhà nhỏ đó. Nhưng lúc chị sanh á, ảnh chăm sóc chị thế nào? Nói chung là lúc có bầu là hai đứa nào mắc cỡ á, tính ở dưới Vũng Tàu luôn, rồi sanh rồi biết đi rồi mới về luôn. Ủa sao mắc cỡ? Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Lúc bốn mấy rồi. Mà lúc đó trong mình ôm ra mấy chục triệu á, theo như mình có người thân thì mình gửi, này không dám gửi luôn, tại vì người thân của mình đâu có chấp nhận đâu. Cái biết sao không, cái sắm vàng, cái vô tiệm vàng và cầm 5-6 cây vàng mà cầm nhiêu triệu bạc à, chị gửi giữ dùm đó, cũng như là gửi mình để cho ta giữ dùm đó. Tiệm vàng thì mình còn được cái miếng giấy mình vững chắc. Trải qua mấy chục năm mình cố gắng nỗ lực, mình tin tưởng lẫn nhau, có những lúc không tin nhau, nhưng bây giờ nó đã trọn vẹn cái niềm tin này, đúng không? Đến ngày hôm nay thì Linh nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đã trôi qua rồi, như thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Mình còn mong ước điều gì nữa không cơ chị? Giờ không có nghĩ gì, giờ muốn đi chơi à. Rồi dễ thương quá. Muốn đi chơi à. Xưa giờ cực khổ rồi, đúng không? Đúng rồi, tại vì nói chung sống chung với nhau là hai mấy năm, mà mình mười mấy năm, mất hết khoảng chừng 16-17 năm cực khổ. Mình mới chỉ 4-5 năm nay thôi. Bây giờ còn điều gì cơ chị không hài lòng với anh không? Cũng như là không có gì không hài lòng, mà có một cái nhiều khi ổng hay nổi cọc á, cái tánh mình thì nóng, rồi ổng nổi cọc thì mình đâu có nhịn được, tánh mình thì tánh đàn ông nữa. Chơi luôn đúng không? Là chơi luôn. Có chơi luôn, tánh mình á, ví dụ là mình làm gì đó cái mình hay la gì đó, ví dụ mình nghe bả la tao lại, cái mình thôi im, không la nữa. Im nha, im, họ không có lên tiếng nữa. Cái tánh của tôi thì nó ít nói, tại mình lớn tuổi, nói chung bây giờ mình cũng không muốn gây gỗ lắm. Mình sống ở dưới quê thì nói chung nhiều khi cái nhà đầu này cái nhà đầu kia cái nó xa, nhiều khi cự cãi người ta không nghe. Nhưng mà sống ở Sài Gòn là nhà nó khích dách với nhau, à nếu mà mình cự cãi xã hội người ta bước ra nó mắc cỡ. Mình lớn rồi, nói chung mình cũng biết cái điều đó. Bởi vì hả, mỗi lần mà nghe bà xã nóng, mà bà xã lớn tiếng là mình đi, mình đi, mình không đâu, mình giả bộ mình hù quá lớn tiếng cái thiệt luôn. Hay quá. Anh có không hài lòng gì với chị không? Không, nói chung là bà xã mình hồi đó giờ sống chung mình thì bà xã mình rất là giỏi, nói chung mình là ok bà xã lúc nào vậy, nhưng mà thì tánh bà xã nóng chứ còn không có gì mua kê, nói chung buông ra làm là nó chứ không, đừng có nói mà dạng mà lứa tuổi nhau mà nói là buông ra dạng mà buôn bán những cái hàng ăn hoặc là buôn bán những cái gì đó, là nói chung so ra là không ai làm lại bà xã mình đâu. Bây giờ mấy đứa nhỏ sao rồi anh, nó ở chung anh chị mấy đứa? Chung hết luôn, ở chung hết luôn. Đứa lớn bây giờ thì nó làm salon xe ở quận nhất, rồi thằng nhỏ, có thằng nhỏ thằng kế là nó không có chịu ở trên này, nó chạy đi chạy lên xuống, nó làm lò bánh ở, còn làm gò công à. Còn nhỏ gái thì giờ nó ra trường, nó đang làm kế toán đó à. Còn cái thằng cô nhỏ 13 tuổi đang đi học lớp 7 á. Thì là trọn vẹn rồi ha, một hạnh phúc trọn vẹn luôn à. Đó là những cái gì mà chúng ta đã nỗ lực trong hai mươi mấy năm vừa qua à, và mong rằng sắp tới đây suốt con đường còn lại chúng ta chỉ có phát triển và yêu thương nhau thôi, không còn nỗi lo như ngày xưa. Bây giờ mà chị lo nữa, phát triển cái sức khỏe thôi, giờ là cần sức khỏe. Dạ thưa cô, trên tay của con hiện tại là đang cầm cái lá thư à, đây là lá thư chú viết cho cô, thì bây giờ con xin phép cô chú, con sẽ đọc cho cô nghe cũng như là quý vị khán giả cùng nghe. Nhân dịp hôm nay tham gia chương trình Tình Trăm Năm, tôi có vài lời gửi cho bà xã yêu thương. Đúng là anh thương bà xã có cái tính rất là chịu khó, rất lo cho chồng và cho con. Còn anh thì có cái tính nóng, hay lo ra vu vơ, làm cho bà xã buồn. Dù có cơn nóng thất thời, nhưng anh vẫn quan tâm đến bà xã và các con trong gia đình. Lời nói thì lúc nóng nảy, nhưng tất cả đều xuất phát từ lo lắng của anh. Có lẽ bà xã cũng thấu hiểu điều đó, nên không có cãi lại hay là cằn nhằn anh, chỉ nhẹ nhàng góp ý trở lại trong cơn nóng giận. Bà xã còn là một bà xã có tâm lý, vì là một người mẹ có tấm lòng rất lo lắng cho chồng và các con. Bà xã đều yêu thương các con hết lòng, chưa có một lời trách mắng các con. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì bà xã cũng yêu thương để các con tập trung học tập. Tụi mình cũng đã ở cái tuổi xế chiều, anh chỉ mong bà xã hãy giữ sức khỏe nhiều hơn. Và còn một điều nữa, trước giờ anh có làm gì không phải làm cho bà xã buồn thì anh cũng mong là bà xã bỏ qua cho anh. Anh muốn bà xã bớt băn khoăn và bớt công việc lại. Anh cảm ơn vì bà xã lúc nào cũng luôn luôn sát cánh bên anh và đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường. Anh yêu bà xã nhiều. Cảm ơn chương trình Tình Trăm Năm. Hay quá à. Cô cảm thấy như thế nào cô? Thì nói chung là đó, giờ thì ông không có nói gì hết á.
Thì ngày hôm nay nghe nói vậy thì cũng yên tâm. Bây giờ tôi có cái điều nói này, hôm nay là nói chung cô tôi có một cái bí quyết nhỏ. Bây giờ tôi xin phép Quyền Linh với Ngọc La nha. Nói chung cái này là độc sức thôi, không cho bà xã hay, không cho bà xã biết. Nói chung mình cũng có quà để tặng bà xã. Tại vì hồi đó tới bây giờ mình không có tặng quà, ít có tặng quà. Tại vì lo chịu khó là không lo làm luôn chưa, lo, lo làm, lo này kia hết. Nhưng mà nhân dịp đó là hôm nay là mình cũng có tham gia tình trăm năm, là mình có cái dự trù trước thôi. Cái món quà mình mua thì nói chung nó rất là quan trọng. Tại vì hồi xưa tới giờ sống 21 năm mình chưa có tặng quà gì hết. Nhưng mà hôm nay mình mua cái vật này nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Hôm nay nhân dịp tình trăm năm nha, mình cũng đây trước là có một cái chương trình tình trăm năm mình sẽ tặng bà xã. Chiêu chiêu luôn kìa. Đây anh, hôm nay nói chung mình sống nay cũng đã 21 năm rồi, anh cũng không có gì tặng em. Hôm nay là anh lén lút á, anh mua một cái chiếc nhẫn này nè, anh tặng em để làm cái kỷ niệm sau này, là để là mình sống trăm tuổi già để có một cái kỷ niệm lúc nào em cũng nhớ anh nha. Trời ơi, chị cảm giác sao chị? Em cũng cảm ơn ông xã. Đó giờ ông xã chưa cho mình ly nước chanh mà ngày hôm nay ông xã cho mình cái này, mình rất là mừng và cảm ơn ông xã. Hôm nay thì chương trình cũng có một cái món quà dành tặng cho cô chú. Bây giờ con xin mời cô chú ngước mắt lên màn hình. Em làm cho ba mẹ vui nhất là em đạt được học sinh giỏi. Còn học buồn nhất là em trốn ba mẹ đi chơi tới khuya mới về. Điều em làm cho ba mẹ vui nhất là 4 năm qua em được học bổng, toàn 4 năm. Rồi khi mà ra trường thì em lại có công việc ổn định. Hiện tại thì em làm ở công ty Greenhouse, ở vị trí là văn thư, kim thư ký luôn. Còn điều buồn nhất là thật ra cũng không có điều gì buồn nhất hết, chỉ là nhiều lúc em cãi ba mẹ rồi ba mẹ lại buồn thôi. Khi mà em cãi xong rồi thì em, nếu mà em nhận ra lỗi thì em sẽ kiểu nói nhỏ nhẹ so dịu mẹ thôi. Em cũng kiểu dằn lại mình và không làm như trước nữa. Hồi nhỏ là do ba mẹ có ly hôn, xong rồi ba này là ba sao của em, thì ba sao theo mẹ thì cũng năm em mới 3 tuổi à. Ba là người đàn ông mà kiểu ba theo mẹ thì mẹ đã có sẵn 3 đứa con rồi. Thì một người đàn ông có bản lĩnh như vậy, với lại là cùng mẹ nuôi nấng ba anh em tới lớn, thì tất nhiên là em biết ba thương tụi em cỡ nào rồi. Em yêu ba mẹ nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi lúc trước cỡ 2 năm nay á, thì em có quen một người bạn trai, thì kiểu mẹ cấm cản, mẹ không thích bạn đó. Lúc mà mẹ la em thì bạn đó có binh, nên là em cũng buồn. Mà đó dù gì cũng là ba mẹ em, cho nên là tình cảm em không bao giờ thay đổi chỉ vì một người con trai thôi. Mẹ ơi, con lớn rồi, con biết suy nghĩ nhiều rồi, cho nên là con muốn tự quyết định tất cả chuyện của mình. Nếu như mẹ muốn tốt cho con á, thì mẹ nêu ý kiến cho cái việc làm của con, để con có thể suy nghĩ lại, suy xét lại để mà sửa chữa. Chứ mẹ đừng quyết định thay con nữa. Ba ở nhà ba rất là thương em, chiều ý em, ba tôn trọng ý kiến của em, cho nên là em cũng không có gì để mà trách ba hay là giận ba hay buồn gì hết á. Ba ơi, cảm ơn ba đã vì tụi con mà đến với mẹ, chăm sóc tụi con. Con rất là biết ơn và thương ba nhiều lắm. Dạ, con rất yêu ba mẹ, bởi vì ba mẹ đã nuôi cho con lớn lên, cho con học đi học, cho con ăn uống. Dạ, con hứa với ba mẹ là từ nay không có đi chơi, không xin phép không đi chơi về khuya nữa. Và con sẽ cố gắng học hành. Và điều con ước là con mong được ba mẹ mua cho con một chiếc xe đạp điện để đi thuận lợi hơn.
thương quá. Sau khi nghe con nó nói thì ông bà suy nghĩ điều gì nè? Hôm nay nói chung cái clip này á, bé gái này nó nói á, theo như cái ý nghĩ của tôi đó, tôi phải dư biết trước bé gái này. Bé gái này nói chung nó rất là trân trọng, nó rất là thương tôi. Hôm nay rất là cảm ơn anh chị đã kể cho Linh Viên Ngọc Lan, cái khán giả nghe một câu chuyện có thể nói có đổ vỡ, nhưng cho đã xây lại một cái nhà mới hơn, đẹp hơn, đầy trách nhiệm hơn, lan tỏa tình yêu thương nhiều hơn. Một ngôi nhà vững chãi đó, nó đã vượt qua hai mấy năm rồi và chắc chắn nó sẽ bền vững và nó sẽ chống chọi với tất cả phong ba bão tố trong suốt cuộc đời còn lại. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nha.